11 á, có kinh nghiệm khi mà ra mua á, thì có những cái nấm có cái viền vàng thấy không, thì nó đã già nhưng mà nó chưa già hẳn, nó còn vàng vàng như này, cái này mới già hẳn nè đó, cái này già hẳn nè, thấy không, không có viền vàng thấy không, đó cái đó là cái kinh nghiệm để chúng ta đi mua nấm để khỏi bị mua nấm kém chất lượng, là người ta nói là rất là tốt, đồng ý là nó rất là tốt, nhưng nó cũng có cái mặt không tốt mà người ta không có nói đó. Nhưng mà Hải thì Hải chia sẻ rất kỹ. Phan Hải xin kính chào quý quán chị mình ha. Bữa giờ thì cũng có rất nhiều quán chị mình là nhờ Hải chia sẻ mà cái cách để chúng ta có thể hỗ trợ điều trị thiếu máu não, đau đầu, đau nửa đầu do thiếu máu não, do cái mạch, những cái động mạch nó bị dơ, do nó bị sơ vữa hoặc là bị cặn, hoặc là do nó bị máu nhiễm mỡ, rồi từ từ những cái thành mạch chúng ta nó lắng lại, nó sơ vữa, nó chèn ép không cho máu lưu thông được suôn sẻ, từ đó thì máu lên não sẽ thiếu, mà thiếu máu não thì nó sẽ nhức đầu, hoa mắt, chóng mặt đó, rồi mất ngủ luôn, thiếu máu não thì sẽ mất ngủ, rồi nóng cơ thể đó. Mà lưu ý nè, thiếu máu não lâu ngày thì cái não chúng ta nó sẽ bị thiếu máu nuôi dưỡng, thì những cái bộ phận nào mà bị thiếu nuôi dưỡng thì nó sẽ bị teo, trong đó thì não nó cũng vậy nha, thì teo não, thì đồng thời mà người mà thiếu máu não lâu năm thì nó sẽ làm cho chúng ta bị mất, bị giảm trí nhớ, và lâu ngày nó sẽ bị mất trí nhớ đó. Lời dược liệu hôm nay Phan Hải chia sẻ cho các chị mình không những nó hỗ trợ điều trị thiếu máu não nè, giúp cân bằng huyết áp cho những người huyết áp cao nè, mà nó còn bổ, giúp tốt cho máu nè, hỗ trợ điều trị một số cái bệnh về gan nè, ví dụ gan nhiễm mỡ nè, máu nhiễm mỡ nè, rồi nó tốt cho những người mất ngủ nè, và nó phòng được một số cái bệnh nè, ví dụ như bệnh máu nhiễm mỡ, gan nhiễm mỡ nè, rồi sơ vữa động mạch nè, rồi những cái bệnh về tim mạch nè, đó. Đồng thời thì nó sẽ giúp chúng ta là hỗ trợ điều trị một số cái bệnh, ví dụ như là bệnh dạ viêm dạ dày nè, nói chung là những cái bệnh viêm trong cơ thể chúng ta, thì ngoại trừ là viêm thận thôi, thì còn những cái bệnh viêm khác thì nó sẽ hỗ trợ, bởi vì nó sẽ nâng cao cái hệ đề kháng trong cơ thể chúng ta lên. Đây của anh chị, của anh chị nhận ra đây là cái gì không? Hải đã chia sẻ rất nhiều lần trong kênh này. Đây, biết rất không? Một cái mâm này thế đơn giản vậy á, nhưng nó có thể giải quyết được rất nhiều vấn đề cho chúng ta. Đôi khi nó trị được một tá bệnh trong cơ thể chúng ta, một cái mâm này thôi. Thì đây là nấm lim xanh, nó thuộc họ nấm linh chi. Linh chi thì có nhiều loại lắm, linh chi đỏ, linh chi đen, linh chi cái này là lim xanh, rồi nhiều loại. Nhưng theo mà Hải biết thì cái giá cả đó, thì cái nấm lim xanh này nó mắc nhất. Còn nấm linh chi đỏ thì Việt Nam chúng ta sản xuất, hoặc là của Hàn Quốc thì nó cũng vài trăm ngàn. Thì đôi khi nó mắc hơn thì cao hơn chút thôi. Còn cái loại này nè, mắc hơn nhiều. Hôm trước Hải có chia sẻ của anh chị mình từ cái nấm lim xanh này, cộng với lại sáu tam phân và cà gai leo, nó có thể hỗ trợ về rất là nhiều cái bệnh về gan, ví dụ gan nhiễm mỡ nè, men gan cao nè, rồi sơ gan, u gan nè, ung thư gan nè, từ cái nấm này và hai cái loại kia là sáu tam phân với lại cà gai leo. Thì hôm nay Phan Hải sẽ chia sẻ thêm những công dụng rất là tuyệt vời từ cái nấm lim xanh này, nó có thể hỗ trợ chúng ta điều trị thiếu máu não, rối loạn tiền đình, đau đầu kinh niên, mất ngủ, nóng cơ thể đó. Rồi như Hải hồi nãy đã chia sẻ thì nó có thể hỗ trợ chúng ta điều trị hỗ trợ về vấn đề máu nhiễm mỡ, gan nhiễm mỡ nè, về các bệnh về tim mạch, về các bệnh về dạ dày nè, viêm dạ dày, đau dạ dày, viêm đường ruột, đại tràng đó, và nâng cao cái thể trạng của chúng ta lên. Và sau khi Hải chia sẻ xong cái cách sử dụng thì Hải sẽ lưu ý cho các anh chị mình, cái gì cũng vậy, nó tốt thì tốt nhưng cũng có cái mặt nó chúng ta phải cần phải lưu ý đó. Của anh chị mình lấy cho Hải 10g cái nấm lim xanh khô. Nếu chúng ta không có nấm lim xanh thì chúng ta có thể sử dụng nấm lim chi đỏ hoặc lim chi cũng được, nấm đó thì nó rẻ hơn nhưng tác dụng của nó thì đôi khi nó sẽ thấp hơn. Hãy để Hải làm thuốc cho nên Hải sử dụng nấm lim xanh.
Đó. 10 gram, 1 kg nó có 1000 gram. Thì chúng ta lấy 10 gram thôi. 1 kg có 1000 gram. Và 1 kg có 10 lạng, mỗi lạng là 100 gram. Thì chúng ta lấy 10 gram thôi. 10 gram nấm linh xanh này của anh chị mình rửa cho sạch đi. Và nấm lim xanh thì thường nó là mọc ở gốc rễ hoặc thân cây lim xanh nó bị mục. Thì như vậy thì nó có dính, khi chúng ta nhổ người ta bán cho mình thì nó sẽ dính những cái cây, những cái lim xanh nó mục này, dính theo. Người ta chưa có làm sạch thì chúng ta nên cạo cho sạch đi. Bởi vì cây lim xanh nó có nhiều chất không tốt cho chúng ta. Cho nên là chúng ta cạo cho sạch cái chỗ nào mà nó dính những cái cây lim xanh mục, cây lim á, bỏ đi. Và chúng ta sẽ bẻ ra 10 gram, bẻ ra, bẻ nhỏ nhỏ ra để chi, để cho nó dễ ra nước, nó dễ ra chất. Nên loại này nó rất là lâu, nấu nó lâu ra lắm. Thì của anh chị mình bỏ vào nồi, 10 gram bẻ nhỏ bỏ vào nồi, đổ cho 2,5 lít nước nấu sắc còn 1 lít nước, và chia đều ra uống trong ngày. Uống nếu mà chúng ta bị nhẹ những cái vấn đề ví dụ như thiếu máu não, nhức đầu, rồi bị viêm dạ dày nhẹ, rồi mắc nhiễm mỡ đó, thì trong vòng khoảng 3 đến 5 ngày thì nó sẽ giảm từ từ cho chúng ta, rất là tốt đó. Và chúng ta uống trong vòng khoảng 1 tuần lễ thì chúng ta nghỉ 2 đến 3 ngày rồi chúng ta uống tiếp, cứ vậy uống hoài, uống khi nào hết bệnh hoàn toàn thì thôi. Đó là cách để chúng ta sử dụng cái nấm lim xanh này để hỗ trợ điều trị thiếu máu não, nhức đầu kinh niên, rối loạn tiền đình, mất ngủ, nóng cơ thể, và mắc nhiễm mỡ, gan nhiễm mỡ, viêm dạ dày. Tuyệt vời không của anh chị mình. Và đây là cái lưu ý cho của anh chị mình đây. Khi chúng ta mua nấm lim xanh thì cái loại này là cái loại già. Của anh chị mình để ý nè, hãy đưa cái loại không có già lên cho đây. Loại này là chưa già nè. Vì sao nó chưa già, các anh chị để ý nè. Ở đây nó có viền vàng nè. Viền vàng thấy không? Cái viền vàng nè. Đây, loại này cũng. Đây. Nó có viền vàng nè. Nó chưa già già nhiều chứ, cái loại này cũng già rồi nhưng mà chưa già nhiều thôi. Cái loại vàng này già nhiều, loại trên tay hả nè. Này các anh chị mình thấy có cái viền vàng không? Đây. Cái này thì hơi có miếng. Đây. Nó không có cái viền vàng. Thì loại này là loại già nhất. Đó. Bạn thấy chưa? Đó. Đây. Nó nhỏ nhỏ nhưng nó già. Thì nó sẽ không có cái viền vàng. Đó. 11 á, có kinh nghiệm. Khi mà ra mua á, thì có những cái nấm có cái viền vàng này thấy không? Thì nó đã già nhưng mà nó chưa già hẳn. Nó còn vàng vàng cái này. Cái này mới già hẳn nè. Đó. Này già hẳn nè. Không có viền vàng hay không? Đó, cái đó là cái kinh nghiệm để chúng ta đi mua nấm để khỏi bị mà mua nấm kém chất lượng. Đó, nấm lim xanh là như vậy. Đó, đây. Đó. Rồi. Thứ hai nữa là cái nấm lim xanh này là người ta nói là rất là tốt. Đồng ý là nó rất là tốt nhưng nó cũng có cái mặt không tốt mà người ta không có nói. Đó, nhưng mà Hải thì Hải chia sẻ rất kỹ cho nên là Hải chia sẻ của anh chị mình cứ yên tâm. Nó không tốt về vấn đề gì. Ta cứ cần nói rõ luôn. Nấm này thì nó tốt cho gan. Khi chúng ta hỗ trợ điều trị cái bệnh gan. Nhưng đôi khi mà cô bác anh chị mình bị cái thận chúng ta bị bệnh. Ví dụ như chúng ta đang bị viêm thận nè. Hư thận nè. Thận yếu nè. Thận suy nè. Thì đặc biệt không nên dùng nấm lim xanh. Trong nấm lim xanh này nó có rất là nhiều cái nguyên tố kim loại. Thì khi chúng ta sử dụng thì nó đào thải ra ngoài thận. Thì như vậy thì thận chúng ta đang bị mệt, đang bị bệnh. Mà nó đào thải ra thận lâu ngày vài tháng quá, thận nó nặng, nó làm gây nặng thận. Thì như vậy thì lâu ngày vài tháng thì thận nó sẽ bị hư, bị bệnh luôn, nặng luôn. Bởi vì trong khi chúng ta đang điều trị thì chúng ta nên chú ý vấn đề này. Hoặc nếu mà không bất khả kháng, ví dụ gan chúng ta đang bị nặng quá, ví dụ chúng ta bị men gan cao, hoặc là chúng ta bị men gan nhiễm mỡ, hoặc là u gan sơ gan đang nặng quá,
thì chúng ta bắt buộc phải dùng cái nấm đậu xanh này. Bởi vì sao? Trong cái bài thuốc mà thời điều trị bệnh gan, nếu thêm cái nấm liêm xanh này vào thì cái nấm liêm xanh này nó có công dụng rất là đặc biệt, đó là nó tăng cái công dụng của những dược liệu khác lên. Ví dụ công dụng của dược liệu khác á, ví dụ như sa tăm phân nè, cà cây leo, công dụng của nó là 1 hoặc 2 đi, cho là 1 đi. Khi chúng ta cho cái nấm liêm xanh này vào, bản thân cái nấm liêm xanh này nó đã hỗ trợ điều trị bệnh gan, nhưng cho nó vào thì nó sẽ tăng cái công dụng của cái cà gai leo và sáu tam phân lên tới 0,5 nữa, có nghĩa là 1,5. Đó, và nó lặp đi những cái tác dụng không tốt của những dược liệu khác. Đó, nó hay như vậy đó. Thì nếu như trong cái vấn đề bất khả kháng, bắt buộc phải cho nấm liêm xanh vào để tăng cái công dụng của những cái dược liệu khác lên trong bài thuốc, thì các anh chị mình sử dụng 3 ngày rồi nghỉ 2 ngày. 3 ngày nghỉ 2 ngày. Có nghĩa là những dược liệu khác thì chúng ta sử dụng thường xuyên, nhưng cho cái nấm liêm xanh này vào cái bài thuốc đó là cho 3 ngày thôi. Rồi chúng ta nghỉ 2 ngày, trong 2 ngày đó chúng ta uống những dược liệu kia. Đó, nghỉ 2 ngày xong cái chúng ta cho cái này 3 ngày tiếp. Như vậy thì nó sẽ bớt gây đi cái vấn đề về nặng thận, ảnh hưởng đến thận. Thì đó là những cái mà thầy thuốc không ai nói đâu, nhưng mà Hải thì hãy chia sẻ tận tình cho các anh chị mình có thể tham khảo. Đôi khi không có tiền chữa bệnh đường cùng thì chúng ta có thể sử dụng. Đó là cái vấn đề bất khả kháng. Còn nếu mà chúng ta bình thường uống những cái dược liệu kia mà nó hết bệnh thì chúng ta không nên cho nấm liêm xanh này vào. Và những người mà bị thận, vấn đề thận, hội chứng suy giảm chức năng thận thì chúng ta không sử dụng cái loại này. Đó là những cái mà lưu ý mà Hải muốn chia sẻ cho quý anh chị mình. Và lưu ý kế tiếp là cái loại này chúng ta nấu trong nước sôi thì trong vòng khoảng 25 đến 30 phút thì nó mới ra chất hết được. Bởi vì hồi nãy Hải đã nói nó rất là khó ra chất, cho nên chúng ta cắt nhỏ và chúng ta sẽ nấu chừng 25 đến 30 phút thì nó mới ra hết chất. Chúng ta đổ 10 gram nấm liêm xanh này vào và 1 lít rưỡi nước, nấu sôi lên. Sau khi sôi chúng ta nhỏ lửa lại để cho nó liu riu khoảng chừng 25 đến 30 phút, nó cạn lại còn 1 lít và chúng ta uống trong ngày. Uống trước khi ăn cũng được, sau khi ăn cũng được, người cao huyết áp uống cũng được, người thấp huyết áp uống cũng được. Và nhất là những người mà bị thiếu máu não rối loạn tiền đình, nhức đầu kinh niên, viêm những cái phim ở trong cơ thể chúng ta, trừ viêm thận thôi, thì chúng ta có thể sử dụng cái này. Đó, viêm dạ dày đâu đó, viêm gan đó, sử dụng này cực kỳ tuyệt vời. Vậy là chúng ta đã có thêm một số kinh nghiệm để sử dụng cái nấm liêm xanh này để hỗ trợ điều trị bệnh. Đây là một trong những cái bài thuốc dân gian được dùng trong phạm vi nhân dân. Và cuối video hãy lưu ý của anh chị mình là hãy không cung cấp dược liệu, hãy không kinh doanh, hãy không chỉ chỗ mua và không mua hộ, không cho số điện thoại ai hết. Khi nào sau này hãy có cơ sở rõ ràng, đàng hoàng, rồi hãy sẽ đem về của anh chị mình. Nếu muốn thì đến tận hải chỗ hải mà lấy. Còn bây giờ thì hãy không có kinh doanh, không có dính líu về vấn đề đó. Của anh chị mình cứ nếu có muốn mua thì liền bây giờ thì tự tìm mua ha. Rồi thì cũng đã xong, thì cuối video Phan Hải chúc quý anh chị mình có sức khỏe thật thật dồi dào và luôn luôn thành công trong cuộc sống ha. Video Phan đến đây hãy xin được kết thúc. Bây giờ xin chào, xin hẹn gặp lại quý anh chị mình trên kênh YouTube Phan Hải Channel vào video tiếp theo.